Dạ rồi, em chào anh chị nha. Dạ vâng, anh chị cho em xin phép được hỏi anh chị tên là gì và đến từ đâu? Tôi Nguyễn Văn Tự. Chị gái? Nguyễn Thị Kiều Loan. Hai vợ chồng anh chị đến từ đâu ha? Sóc Trăng. Sóc Trăng, dạ. Hôm nay anh chị về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Kiếm con gái. Tìm con gái, đúng không ạ? Em xin phép được chị trò với anh ha. Dạ, con gái nhà mình tên là gì anh trai? Nguyễn Thị Ngọc Lam. Nguyễn Thị Ngọc Lam. Mình nói lớn, mình nói chậm chậm thôi ha, để cho cô chú anh chị còn nghe kịp ha. Dạ. Con gái nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 15 tuổi. 15 tuổi. Bé bỏ đi ngày nào anh trai? Đi đem 18 tây. Ngày 18. Bỏ đi tại đâu? Tại ở Kiên Giang. Nhà mình ở Sóc Trăng. Nhà Sóc Trăng mà xuống người cô ở Kiên Giang chứ chơi á. Dạ, là con gái mình xuống nhà bà con, tức là nhà cô chơi ở Kiên Giang đúng không ạ? Đúng. Và ai là người báo tin là con gái nhà mình đi? Cô. Cô ha. Thì cô có chia sẻ cái thông tin rằng là con gái nhà mình đi đâu không? Bỏ đi với ai không? Không, đi là không hay, đi là 505 phút nó hay rồi, là điện về báo tôi hay liền. Khi đi thì con gái nhà mình có đem theo phương tiện quần áo tài sản gì không ạ? Mặc có một bộ đồ, khoảng cái bóp. Tóc màu trắng. Chưa, từ từ. Rồi với đeo vàng. Cụ thể ạ. Vàng nhiều không ạ? Vàng là một cộng dây chuyền vàng 18 đầu 3 chỉ mấy, với một chiếc lắc vàng 24 3 chỉ. Yeah. Rồi hai chiếc nhẫn, một cái đôi bông. Vậy là tài sản cũng khá tương đối là hai nhiều tiền. Hai cái điện thoại. Hai điện thoại gì ạ? Hai điện thoại mà thứ này nè mà rồi ốp nó ngay cũng rẻ tiền, cái cũng số triệu cho lại chứ không nữa. Tất cả tài sản và điện thoại là đều là anh chị mua cho ha? Đúng rồi. Sao nhờ con gái nhà mình nhỏ tuổi mình mua chi dữ à? Tôi đi đám giỗ. À, tức là về nhà cô đi đám giỗ. Nên mình đeo vàng nhiều ha. Mà xài chi hai cái điện thoại à? Hai cái điện thoại của tôi, giờ một cái của tôi nó lấy là đi rồi, nó đi sửa. Rồi nó bỏ theo luôn. Nhà mình mấy người con? Hai. Bé bỏ đi là thứ ba. Úc đúng không ạ? Anh chị có cưng chiều con không ạ? Cưng. Cưng rất cưng đúng không ạ? Vậy là con muốn gì là con cha mẹ chiều hết. Nghèo thì chứ mà con đòi gì đó là lo hết trơn. Dạ. Chị gái để thấp tâm hình xuống giúp em nha. Vậy là trước giờ mà trước cái thời điểm mà con nhà mình đi Kiên Giang là con nhà mình ở với cha mẹ. Cha mẹ. Ở Sóc Trăng có làm gì không? Hồi trước thì có làm lò gạch, sau nghỉ. Con gái nhà mình làm lò gạch luôn ạ. Bé học hết lớp mấy? Học lớp 6. Sao không cho con học tiếp mà lại nghỉ? Không có, nó học tại vì cái nó đi lò gạch đó rồi chuyển trường chuyển không được. Rồi về quê đó rồi cái rút học bạ người ta không cho, người ta nói thôi cho nó học cái này đi, rồi phần nó nhớ mẹ cha quá. Rồi thương con nó nhớ quá rồi thôi rút học bạ người ta không cho, rồi thôi con nghỉ học luôn. Sao lại có cái chuyện rút học bạ không cho được, chuyển trường là phải được mà. Ở dưới quê thì mình làm ở đây, mình làm ở tỉnh Bình Phước nè, làm lò gạch nè. À. Con thì ở dưới ngoại. Vậy là mình chuyển hồ sơ lên Bình Phước để cho con học. Cho con học thời gian là lớp 6. Rồi xong rồi mới về quê xong rồi mới Sóc Trăng ha. Về Sóc Trăng rồi về quê rồi mới đem cái học bạ rút ở đây được, đem về dưới học. Nhập vào rồi cái đầu học cũng được 3-4 tháng. Rồi cái lên trên này, cái nó ở dưới cái ngoại nó nói thôi. Mày đem cái Úc mày đi đi. Chứ mày để đây nó đi người ta không có ra, nó đi chơi bị người ta dụ dỗ. Con nhà mình có ngoan không? Ngoan, nó hiền lắm. Ngoan hiền ha. Nó ngày ai nói thì lại nó không trả lời gì, ít trả lời. Nó hiền lắm, nó hiền, ví dụ nó hiền khô à. Vậy là anh chị rất là thương con và rất là chiều con. Chỉ cần con thích cái gì là mình mua ha, không để thua thịt ai ha. Đúng không ạ? Đúng. Và số vàng đấy là con nhà mình đòi hay là tự cha mẹ mua? Cái con không có, sắm rồi coi con đeo á. Sắm nhiều đi đám, quá. Đi đám thì mới đeo. Sắm nhiều, không nhiều. Đeo. Nhưng mà nhà mình sắm nhiều thế. Số vàng đấy cũng gần cả cây rồi đúng không ạ? Cả cây. Cả 18, cả vàng 24 là gần cả cây. Nhiều tiền đấy. Mấy chục triệu. Mấy chục triệu. Hai cái điện thoại nữa cũng nhiều dữ á. Một lần bộ vòng mà đều gãy còn mới lột ra. Bộ vòng xi men ha. Vậy là nhà mình sắm rất nhiều cho con. Nhưng mà còn nhỏ quá mà sắm nhiều quá. Anh chị không sợ hả? Sắm kiểu như cắt có đi đám mày đeo vậy đó. Tại vì sao mà em nói ở đây là sắm nhiều mà không sợ không? Tại vì sợ con gái mà đeo vàng rất nhiều ra đường rất nguy hiểm. Thì em không có ý gì. Đúng rồi. Em sợ rằng là đeo rất đúng rồi, đeo ra mà,
Bây giờ thầy chào giờ đừng nên đeo đồ nhiều đâu, đeo vàng biết không ạ? Tại vì đeo vàng ra ngoài đường là rất nguy hiểm, tại vì bây giờ trộm cướp nhiều lắm. Mình có sợ điều đấy không? Bây giờ sợ chứ, mà bây giờ tôi cũng nhờ mấy chú là ấy quay lên kiếm con rồi là đeo giùm tôi. Ngoài nước sợ nó nhỏ này nó bán đồ chích trên mạng nó rồi nó dụ đi. Khi mà đi ở nhà cô đó thì gia đình nhà mình có biết được đi là đi với ai và lý do gì đi không? Đi với nhỏ đó, chắc đó nhỏ dắt đi đó. Nhỏ nó dụ dắt đi. Tức là mình nhà cô biết hay là mình thấy? Biết ở trên nó liên kiểu như là nó liên lạc. Nhắn tin á, nhắn tin với cái tôi. Trên mạng. Mình đã bắt gặp lần nào chưa? Hai đứa thì cũng là thấy nó thôi chứ mà cũng thấy nó cũng bạn, nhưng mà nhỏ này thì nó đi khắp nơi là nó bán đồ trên mạng là bán gì ạ? Bán cái gì mà hút chích đó. Cái người phụ nữ bán cái đồ hút thuốc hả? Hút thuốc mà có nó xăm chích ngực. Là quen với con gái nhà mình trước đó rồi. Quen trước, trước đó từ rồi. Lúc mà ở Sóc Trăng chứ không phải là về Kiên Giang mới quen. Đúng không ạ? Sóc Trăng. Nhà mình đã từng thấy ngoài đời chưa? Thấy nhỏ đó rồi luôn. Tới nhà mình chưa? Tới mà tới ở Kiên Giang, tới nhà cô nó, người cô nó biết. Vậy là lần này đi là đi với người phụ nữ đấy? Đi người phụ nữ mà ngày hôm qua thì không tin là nó đi tới thành phố, dẫn tới thành phố rồi đó. Mà nhờ mình biết được cái thông tin đi tới thành phố ở đâu, ai cung cấp? Mà ở dưới người cô nó cung cấp, tại vì nó ra hồi lúc 11 giờ đi. Cái sự việc này mình có báo cơ quan chức năng công an chưa? Báo gọi dưới rồi. Người cô nó báo dưới rồi. Con gái nhà mình trước giờ đã bỏ đi lần nào như vậy chưa? Không. Nó khờ dữ lắm, không có đi. Khờ à? Khờ, nó nói tôi phải kề cả. Con gái nhà mình ở nhà có hút cái thuốc đi không? Không. Đặc không biệt à. Con tôi mới là đó giờ đang học với bằng với cha mẹ, ở cha mẹ không à. Chứ không có vụ mà hút chích đó. Dạ. Con gái tụi nó lớn còn, đồ con lắm. Đồ lắm ạ. Nó 15 tuổi chứ nó 6 mấy ký á. 15 tuổi trong giấy. 6 mấy ký là hơn ký con rồi đấy. Hơn ký em rồi đấy. Trong giấy khai sinh nó là... Nhìn gương mặt con gái nhà mình thì rất dễ thương, rất bắt mắt. Gia đình mình có sợ lần này cái người phụ nữ đấy dụ dỗ đi làm những công việc không lành mạnh không? Có sợ không ạ? Sợ chứ. Bởi sợ tôi biết tìm con tôi nè, con tôi nó khờ, nó hiền, nó khờ quá, không biết rồi gì chơi. Chờ hiệp sĩ tìm giúp ở đâu, điện về liền, bởi vì thương con dữ lắm. Hai ngày con. Nay là mình không có một tin tức liên lạc gì về không, con. Không liên lạc được hết trơn á. Có liên lạc gì được cái chân mà con cái lúc đó đi là người cô nó điện lên á, là điện còn vô máy, mà điện vô máy nó tắt nó không bắt máy rồi. Dự tính là mình cho con gái nhà mình về Kiên Giang ăn đám giỗ là mấy ngày? Đi hai ngày ha. Nhưng mà sao cha mẹ mình không về mà lại để cho một mình con về? Nó đi mà một mình nó, người dưỡng đi với người dưỡng, rồi nó hỏi chơi người dưỡng đưa nó đi, rồi người dưỡng về nó ở dưới. Nó ở dưới rồi nó nói chơi ngại đi con về mẹ ơi, thì mình cũng nghĩ là con vậy. Dạ. Rất, đây là một câu chuyện rất là làm tiếc đúng không ạ? Thời gian vừa qua, đội sĩ người Thanh Hải ghi nhận rất nhiều vụ việc về các em gái, các bé gái tuổi đời còn rất nhỏ đã bỏ nhà đi và bị các đối tượng xấu cám dỗ, dụ dỗ đưa đi. Nhiều bé đã bị các đối tượng đưa vào làm những công việc không lành mạnh. Anh chị có biết công việc không lành mạnh là gì không ạ? Nó có không gần. Là đưa các bé vào làm những quán karaoke, massage, kích dục, trá hình, làm những công việc vi phạm pháp luật. Tôi cũng sợ vụ đó đó. Dạ. Và hiện tại thì con gái nhà mình đi lần này thì rất nhiều khả năng bị đưa vào làm những công việc không lành mạnh. Đó là cái điều mà mình tính, phải dự tính trong đầu. Tôi sợ là ví dụ gái tôi đem số vàng nó bán nàng hết cái số vàng rồi nó bán gái tôi luôn á. Dạ. Tôi sợ vụ đó đó. Vì nó khờ quá nè, nó không biết đường đi nước bước. Hồi đó giờ nó đi là tôi cha nó kề cận mẹ. Tại vì lứa tuổi của các bé này thật sự mà nói thì lứa tuổi này dễ bị hấp thụ, dễ bị cám dỗ ở bên ngoài lắm. Nó điện là lúc 9 giờ mấy nó điện là Sóc Trăng, là nó hẹn cái Sóc Trăng. Rồi là nó xuống căn nó đi xuống tới đó lúc 11 giờ. Là 11 giờ là cô nó nói là hỏi đi đâu vậy, nói con đi cầu rồi ra là đi luôn ha. Là ra đi luôn rồi là đi luôn. Ruột theo kiếm quá trời. Anh có điều gì muốn tâm sự với con trên cái video này không? Dạ tâm sự với con. Cha mày tâm tôi, sự với con. Tôi tâm sự với con gái tôi. Nói mà tôi khóc. Tôi yêu cầu với anh mấy chú mà kiếm con gái về giùm tôi là về giống với cha mẹ thôi, chứ tôi chỉ có hai đứa con, tôi cưng lắm, tôi bỏ con tôi không có được. Yêu cầu nó về ở với tôi, đòi cái gì tôi lo cho con tôi cái đấy chứ, đừng có đi. Người ta dụ dỗ tội nghiệp con tôi.
Thì tôi vẫn nói bao nhiêu nữa, bao nhiêu thôi cho con tôi nó về. Chị, dạ, mẹ nói chuyện với con đi, chị á. Nam ơi, sao con bỏ mẹ vậy? Mà đó bây giờ mẹ thương con dữ lắm, con bỏ mẹ con đi. Bị người ta dụ vô con. Rồi cái gì được cái đó mà bây giờ con bỏ mẹ. Bỏ mẹ, bỏ cha, bỏ anh em, bỏ cháu. Sao vậy con? Con ở đâu con điện về cho mẹ, cha với anh Hai. Điện ở bất cứ ở đâu con điện về. Anh Hai, mẹ, cha nó không có về. Nó điện về á, nó cho mình hay, mình điện nó bắt máy á, mình cũng không tức. Người ta dụ dỗ con, người ta đi bán. Anh đấy còn nói làm gì nữa anh? Con anh chị, em hỏi này, anh chị chiều con như vậy nhưng mà có hiểu được cái tính tình và tâm sinh lý con của con cần mẹ gì liền, và muốn mẹ gõ cứ con trà đón con hải đón đồ. Dạ. Con đừng nghe lời người ta nữa. Anh trai, anh và chị chiều con như vậy rồi có hiểu được con gái mình cần gì và muốn gì không? Nó khờ lắm chú ơi, tôi đi đâu tôi nó chở tôi đi đâu cũng chở đi hết. Nó không có đi hên, tôi sợ con đi hên đi người ta dụ dỗ con. Bây giờ mình ở nhà nó chiều con. Nó ở nhà thì mình hiểu nó, còn nó đi ra đường mình đâu có hiểu nó cái gì là sao. Mình nghe là bạn bè chứ đâu, nó ra đường rồi nó nghe là bạn bè đâu, nghe là cha mẹ nữa. Nhưng em hy vọng rằng khi mà con gái nhà mình về thì mình cũng đừng nên cưng chiều quá. Đúng rồi. Đợt này là không có bởi vì... thương thì thương chứ mà đều không có cho đeo đồ nữa đâu. Bởi vì tại sao em lại nói như vậy? Tại vì cha mẹ cưng chiều con quá không phải là tốt cho con đâu, mà là hại con ấy. Em góp ý nhỏ. Đúng anh rồi. Chị có buồn thì đúng chú nói đúng đó, em cũng chịu thôi. Nhưng mà em góp đúng, ý nhỏ đúng, đúng, chân tình cả. Của em nha, mình đừng có chiều con quá. Cái gì nó cũng phải có mức độ vừa phải thôi. Chiều quá bé sẽ hư. Bởi vì cái độ tuổi của bé là cái độ tuổi rất nhỏ, chưa cần phải đeo những cái trang sức hoặc là phải chiều những mua những cái thứ đồ mắc tiền như vậy. Nhắn tin cho nó mà nói dốc nó mà nó còn không nhắn tin lại nữa, mà bởi vì chắc con nhỏ này phờ mà không chế nó gì xúc sim điện thoại ra trơn cái gì này kia. Dạ thưa cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đưa bé sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại gia đình. Còn nếu như đối tượng nào mà đang khống chế hoặc ép buộc bé, dụ dỗ bé làm những công việc không lành mạnh thì chắc chắn sẽ chịu một cái khung hình phạt rất là lớn, bởi vì tuổi đời còn của bé rất là nhỏ, mới 15 tuổi. Thì hy vọng rằng đối tượng nào mà đang đưa bé đi đâu đó thì hãy nhanh chóng trả bé về, đưa bé về với gia đình. Còn cố tình ngoan cố vẫn khống chế hoặc là ép buộc bé, dụ dỗ bé làm những công việc vi phạm pháp luật thì chắc chắn sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. Bé, nếu bé mà có xem được cái video này, thấy cha mẹ của bé lên đây nhờ các chú đi tìm con mà con đang bị ai đó dụ dỗ hoặc ép buộc làm những công việc không lành mạnh, không cho con về, thì con hãy tìm mọi cách liên hệ với các chú qua số điện thoại 0913785858 để các chú có cách, có hướng để đưa con về. Còn nếu như mà con mà thật sự mà con chỉ bỏ nhà, bỏ gia đình, bỏ cha, bỏ mẹ để con đi chơi, thì hy vọng rằng con xem video này, con hãy nhanh chóng quay trở về nhà để cha mẹ con yên tâm con nha. Đã rồi, cái sự việc của gia đình nhà mình thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận. Sẽ cố gắng hết sức đăng tải cái video này lên trên mạng xã hội nhanh nhất có thể, cũng như là lên đường tìm kiếm kết nối với nhiều anh em hiệp sĩ khác để tìm kiếm manh mối thông tin về con nhà mình. Thì anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên trên khắp các trang mạng xã hội không ạ? Đồng ý. Và toàn bộ câu chuyện anh chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Đúng. Nếu có gì sai trái, tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dạ rồi, thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bị chúc con cho... đi, tôi mới lại nhà hiệp sĩ dạ. Kiếm giùm tôi con dạ. Không đi tôi nhà làm trong, gì dạ. Ngoài nước, trong nước ngoài nước gặp đâu đi, mới đi ngày hôm qua và ba ngày nay, mà ngày nói ba ngày mà tôi nhớ muốn chết luôn á, là tôi nghe người con nó điện lên là trời ơi trời, giờ cẳng tôi run hết trơn, mấy tôi run cho tôi ăn uống không được nhịn đói rồi hai ba ngày nay luôn. Dạ, thậm chí mà tôi nhắn tin mà nói dốc mà tôi mà xỉu mà đi nhập viện mà cấp cứu mà nó còn không nhắn tin lại nữa, mà con gái tôi gì đó bị người ta khống chế nó rồi. Tại vì con gái của anh bây giờ đâu còn được sử dụng điện thoại đâu. Đúng rồi, không được, còn sao sim ra trơn luôn. Dạ rồi, thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ha, chúc gia đình mình nhiều sức khỏe,
và sớm nhất được tin vui đó là con gái nhà mình sẽ quay trở về một ngày gần nhất và an toàn nhất. Anh chị cũng cứ yên tâm ha. Và khi mà cái video này đăng tải lên thì hy vọng rằng cô chú anh chị trong cũng như ngoài nước xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để giúp cho con gái của anh chị sẽ quay trở về một ngày gần nhất, nên mà gia đình nhà mình cứ yên tâm ha. Được rồi em. Chúc cảm ơn trong nước ngoài nước và cảm ơn đội hiệp sĩ Bình Dương nhờ đã tìm con dùm sớm càng tốt, mang ơn nhiều lắm. Dạ. Dạ rồi thì bây giờ anh chị cứ về nghỉ ngơi đi ha. Dạ dạ xin phép chào anh chị. Dạ em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng trong những ngoài nước. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.